Sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, phối hợp với Đà Nẵng, Quảng Nam và Từ Tiên Huế, tổ chức hội thảo trực tuyến Eurocharm gặp gỡ các tỉnh khu vực miền Trung. Đây là một sự kiện ý nghĩa để kết nối doanh nghiệp châu Âu với các địa phương miền Trung. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, chủ trì ở điểm cầu Đà Nẵng. Hội thảo đã tập trung giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Đà Nẵng, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, chia sẻ những thông tin quan trọng về quy hoạch, những dự án lớn và công tác xúc tiến đầu tư của ba địa phương. Phía Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam cũng chia sẻ về xu hướng toàn cầu về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thành phố thông minh, đô thị xanh, xu hướng đầu tư của doanh nghiệp châu Âu cũng như các hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam và mong muốn kết nối doanh nghiệp châu Âu với các địa phương miền Trung. Tại Đà Nẵng, tính đến hết quý 2 năm 2022, có khoảng 140 dự án FDI của các nước khu vực châu Âu tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 480 triệu đô la Mỹ, trong đó có 92 dự án của các nước thành viên Liên minh châu Âu với vốn đầu tư gần 100 triệu đô la Mỹ. EU cũng là thị trường xuất nhập khẩu lớn thứ ba của Đà Nẵng. Hiện có 35 doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố đà nẵng xác định châu âu đã và đang là đối tác quan trọng về đầu tư và thương mại là một trong những thị trường trọng điểm mà thành phố tập trung kêu gọi đầu tư